Một đoạn video thẩm vấn được Margarita Simonian, tổng biên tập của RT vừa công bố trên Telegram. Đoạn video cho thấy một người đàn ông có dâu nằm trên mặt đất và mô tả bằng tiếng Nga rằng hắn đã được trả tiền như thế nào để thực hiện vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm khai tên là Farid Don Samsuddin, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1998, đã từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh vào Nga qua đường hàng không vào ngày 4 tháng 3. Người đàn ông này khai rằng hắn thực hiện hành vi xả súng khủng bố vì được hứa trả 500.000 giúp. Một tháng trước hắn đã được liên lạc qua Telegram và được cung cấp vũ khí. Người liên lạc đã giao cho hắn nhiệm vụ giết tất cả những người trong hội trường. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB, Alexander Botnikov cho biết 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm cả 4 kẻ khủng bố trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Những đối tượng này bị bắt khi đang cố gắng vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước Nga tát dẫn lời các nguồn tin cho biết vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận, song không nêu chi tiết. Ukraine trước đó đã bác bỏ mạnh mẽ mọi liên quan, đồng thời cho biết nước này chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington có thông tin tình báo phiến quân IS đứng sau vụ tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại Crocus ở ngoại ô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3. Nguồn tin này nói thêm, nhà nước Hồi giáo Khorasan tự xưng, gọi tắt là ISISK, ở Afghanistan là thủ phạm đứng sau vụ tấn công và chúng vốn được biết tới với các hoạt động tấn công khủng bố toàn bạo ở nhiều nước Trung Á như Iran, Turkmenistan và Afghanistan. Xuất hiện từ năm 2014, ISISK hoạt động chủ yếu ở miền đông Afghanistan. ISISK phát triển mạnh trong giai đoạn phiến quân IS, bành trướng thế lực ra khắp Trung Đông. Mặc dù số lượng thành viên ISISK đã suy giảm đáng kể từ năm 2018 trước các cuộc càn quét liên tục của Mỹ lẫn Taliban, nhưng đây vẫn là nhánh IS hoạt động tích cực nhất trong khu vực. Vụ tấn công vào trung tâm thương mại Krokus ở Moscow là hành động chưa có tiền lệ của ISISK nói riêng và cả phiến quân IS nói chung, ngay cả thời điểm tổ chức khủng bố này phát triển mạnh nhất theo một số chuyên gia, vụ tấn công ở Crocus thể hiện sự phản đối của ISISK đối với các chính sách của Điện Kremlin trong những năm gần đây. Trong đó có thể kể tới việc Moscow thực hiện chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Ông Colin Klett, chuyên gia an ninh thuộc trung tâm Safran Group, một tổ chức phân tích an ninh phi lợi nhuận có trụ sở ở Mỹ, nhận định. ISISK đã muốn mở rộng vùng ảnh hưởng của họ ở Nga trong suốt hai năm qua và thường đưa ra các tuyên bố chỉ trích Điện Kremlin trong các hoạt động tuyên truyền của nhóm này còn theo ông Michael Kugelman thuộc trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington cho biết ISISK ES coi nga là đồng lõa trong các hoạt động đàn áp người hồi giáo ông nói thêm rằng ISISK ES chỉ là một trong nhiều tổ chức khủng bố ở Trung Á có xu hướng chống nga động thái IS ngay lập tức thừa nhận vai trò trong vụ khủng bố ở Moscow và được nhiều chuyên gia đánh giá là bất ngờ bên cạnh việc Mỹ khẳng định không có lý do gì để nghi ngờ phát ngôn của tổ chức này các phân tích lý do của cuộc tấn công này được đưa ra vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn động cơ của khủng bố Trung Đông tại Nga. Khi gần đây, các chuyển biến của IS ở khu vực đều chủ yếu liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ và phương Tây. Theo nguồn tin của Reuters, nguồn lực của IS-ISK đã suy yếu đáng kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Tuy nhiên, nhóm này vẫn thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trong và ngoài Afghanistan thời gian gần đây. Tháng 9 năm 2022, phiến quân ISISK từng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại đại sứ quán Nga ở Kabul. Nhóm này chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Kabul vào năm 2021, khiến 13 lính Mỹ và nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc sơ tán hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Đầu tháng 3, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Trung Đông cho biết ISISK có thể tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây bên ngoài Afghanistan trong vòng 6 tháng tới nhưng không công bố thông tin cụ thể. Đến giữa tháng 3, đại sứ quán Mỹ tại Nga đưa cảnh báo công dân nước này nên tránh xa các địa điểm tập trung đông người tại khu vực Moscow vì họ có thông tin sẽ có một vụ tấn công lớn vào thủ đô của nước Nga. Thông báo của đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết đang có báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ tránh tụ tập đông người. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrini Watson cho biết chính phủ nước này đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Đây là điều khiến Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo. Bà Watson cho biết, chính phủ Mỹ cũng đã chia sẻ thông tin này với Nga theo đúng chính sách nghĩa vụ cảnh báo lâu đời của mình. Theo AIA Novosti, chỉ dương trong tháng 3, chính quyền Nga đã ngăn chặn một số vụ việc liên quan đến IS. Vào ngày 3 tháng 3, AIA đưa tin rằng 6 thành viên ISIS -IS đã thiệt mạng trong một chiến dịch chống khủng bố ở Ingus, Karabulak. Vào ngày 7 tháng 3, các cơ quan an ninh Nga đã phát hiện và vô hiệu hóa một nhóm của tổ chức Vileyat Khorasan bị cấm ở vùng Kaluga các thành viên của tổ chức này đang lên kế hoạch tấn công giáo đường Do Thái ở Moscow. Và vào ngày 20 tháng 3, thông tin cho biết chỉ huy của một nhóm phiến quân IS đã bị bắt giữ. Một quan chức Mỹ hôm 23 tháng 3 cho biết Washington không có lý do gì để nghi ngờ tuyên bố của IS rằng tổ chức này chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào khu tổ hợp gần Moscow. Còn Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công, cho hay vẫn còn quá sớm để nói về thân phận của những kẻ khủng bố. Trên Telegram cùng ngày 22 tháng 3, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh vụ việc ở Nga vừa qua do một nhóm người chưa xác định thực hiện. Ông viết về các sự kiện ở thành phố Krokus thuộc vùng ngoại ô tại Nga, nơi một vài vụ việc đã xảy ra hôm nay. Đó là một số vụ nổ súng, một số hành động do những cá nhân không xác định thực hiện. Hãy rõ ràng như thế, Ukraine chắc chắn không liên quan gì tới các sự kiện này. Vụ xả súng ở Nga diễn ra vào tối ngày 22 tháng 3, đến nay khiến 60 người chết và hơn 145 người bị thương. Đặt trong bối cảnh xung đột Ukraine-Nga, nơi Nga đang tố Ukraine tấn công các khu vực thuộc Nga như Benkorod gần đây, rõ ràng Kiev có lý do để phải sớm lên tiếng bác bỏ mọi đồn đoán. Dù ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, các nước châu Âu như Pháp và Ý cũng đã nhanh chóng lên án vụ tấn công gần Moscow lần này. Ukraine muốn làm rõ việc họ không liên quan tới một hành động bị lên án như vậy. Trong hôm 22 tháng 3, một nhóm người có quốc tịch Nga đang chiến đấu cho phía Ukraine cũng lên tiếng bác bỏ trách nhiệm vụ tấn công gần Moscow nêu trên. Nhóm Freedom of Russia Legion gồm các tay súng tình nguyện đang gia nhập các lực lượng vũ trang Ukraine trong tuyên bố về chuyện này đã khẳng định không chiến tranh với những người nga hòa bình đồng thời còn cáo buộc chính các lực lượng an ninh nga đã lên kế hoạch vụ tấn công trên. Nhiều giờ sau khi thảm kịch xảy ra, tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu ở nga. Trên Telegram, nhóm này nói đã thực hiện vụ tấn công vào đám đông lớn ở ngoại ô Moscow và rút lui an toàn về căn cứ. Một quan chức Mỹ hôm 22 tháng 3 cũng cho biết Washington có thông tin tình báo xác nhận việc IS chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Trong tuyên bố cùng ngày, Nhà Trắng nói không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine tham gia vào vụ tấn công khủng khiếp tại Nga. Theo lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, Washington vẫn thu thập thông tin về sự kiện thảm khốc ở Nga. Ông nói không có dấu hiệu nào đến thời điểm này cho thấy chính quyền Ukraine hoặc người Ukraine có tham gia vào vụ nổ sống. Tôi sẽ làm rõ với bạn ngay từ sớm nếu có bất kỳ mối liên quan nào tới Ukraine. Những thông điệp chia buồn và ủng hộ người dân Nga cũng như lên án những thủ phạm chưa được xác định danh tính bắt đầu được gửi đến Moscow ngay sau vụ tấn công. Tổng thống Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba lên án hành động khủng bố khủng khiếp được thực hiện ở khu vực Moscow, đồng thời gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Nga về những thiệt hại với nhân mạng và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Milorad Dodik, Chủ tịch tổ chức người Serbia ở Bosnia Herzegovina cho biết, Cộng hòa Srpska lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Moscow vào tối nay khiến hàng chục người vô tội bị tổn hại. Những cuộc tấn công như vậy là lời nhắc nhở tất cả chúng ta không bao giờ ngừng chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố, kẻ thù chung của thế giới văn minh. Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã lên án cuộc tấn công vũ trang tàn bạo nhằm vào thường dân vô tội và gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người anh em của Liên bang Nga. Chắc chắn rằng họ sẽ đoàn kết đối mặt với thời điểm này. Tổng thống Kasim Jomartogaf cho biết Kazakhstan lên án mạnh mẽ hành động khủng bố nhằm vào dân thường ở Moscow. Ông nói thêm không thể biện minh cho hành vi khủng bố, đồng thời đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật của Kazakhstan trợ giúp nếu cần. Tổng thống Luis Arce cho biết Bolivia lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Sự kiện bi thảm này phải bị toàn thể cộng đồng quốc tế lên án. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để truyền lời chia buồn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và lên án vô điều kiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, chúng tôi đang theo dõi với nỗi đau sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Moscow hành động khủng bố tàn ác này không thể biện minh được. Chúng tôi sát cánh cùng nhân dân Nga, anh em trong những thời khắc khó khăn này. Minsk nói thêm, việc sát hại những người không có vũ khí đến để nghỉ ngơi vào tối thứ Sáu tại một trung tâm giải trí là một sự man dợ và tàn ác không thể biện minh được. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả những người liên quan đến tội ác này sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Bộ Ngoại giao Armenia cho biết nước này sốc trước tin tức kinh hoàng về vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo ở Moscow, bày tỏ thương tiếc về những thiệt hại với nhân mạng và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết, chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng khiếp ở Moscow. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất gửi tới gia đình các nạn nhân vô tội, cũng như người dân và chính phủ Liên bang Nga. Uzbekistan cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Bộ Ngoại giao ở Tashkent cho biết không thể biện minh cho hành động khủng bố. Chúng tôi kêu gọi nhất trí loại bỏ loại bạo lực này đối với công dân vô tội. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng khiếp này được thực hiện tại phòng hòa nhạc ở Moscow. Trong giờ phút khó khăn này, chúng tôi đoàn kết với người dân và chính phủ Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Ai Cập tại Cairo cho biết, Cộng hòa Ả Rập Ai Cập tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ và phản đối hoàn toàn mọi hình thức bạo lực và khủng bố, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với Liên bang Nga trong tình huống tế nhị này. Trong thông điệp gửi tới Moscow, Bộ Ngoại giao Qatar lưu ý rằng tiểu vương quốc kiên quyết bác bỏ các phương thức bạo lực và khủng bố, bất kể động cơ. Những lời lên án vụ tấn công và chia buồn với các nạn nhân cũng đến từ Iran và Nicaragua. EU bị sốc và kinh hoàng trước các báo cáo về vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính Crocus ở Moscow. EU lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington rằng Mỹ đã bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công xả súng khủng khiếp. Kibay cho biết Washington vẫn đang thu thập thông tin về vụ tấn công, nhưng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan cũng như cảnh báo an ninh vào ngày 7 tháng 3 do Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đưa ra, cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra bởi những kẻ cực đoan.